Trước mắt chúng ta là nút giao Đông Xuân, địa phận của xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hiện tại thì nút giao này đã hoàn thiện 100% khối lượng công việc. Nút giao và Đông Xuân do thành phố Thanh Hóa, Vinaconex và miền Trung C và E thi công. Ngoài đường kết nối ra vào cao tốc theo hình hoa thị, dự án đã xây dựng hai cầu vượt để quốc lộ 47 chạy từ Triệu Sơn và quốc lộ 45 chạy từ Đông Sơn đến cầu vượt cao tốc. Hiện cả hai cầu vượt đã hoàn thiện 100%. Đây các bác có thể thấy rất là nút giao này khá là đẹp. Cao tốc đi qua huyện Đông Sơn gồm có chiều dài là 8,05 km qua các xã Đông Thanh, Đông Minh, Đông Anh và Đông Hòa. Từ nút giao Đông Xuân đi về phía nam khoảng 9 km thì chúng ta sẽ qua một cây cầu vượt. Cây cầu vượt này có tên gọi là cầu vượt Đồng Tiến, thuộc xã địa phận của xã Đông Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cây cầu vượt này thì đã hoàn thiện 100%, có chiều dài là khoảng 400 m. Hai tuyến đường song song là đại lộ Lê Lợi từ thành phố Thanh Hóa nối dài lên khu cảng sân bay Thọ Xuân nha các bác nhé. Một cây cầu khá là hiện đại và đã hoàn thiện 100%. Tất cả các hạng mục đã được hoàn thiện và sẵn sàng đi vào sử dụng. Đây các bác có thể thấy Đức Thắng quay nhiều góc độ của chiếc cầu này. Sau khi đi hết địa phận của huyện Triệu Sơn có chiều dài là 4,15 km thì chúng ta đến với huyện Nông Cống. Trước mắt chúng ta là cây cầu bắc qua sông Lạng Giang, địa phận của xã Trung Chính và Trung Thành. Đây các bạn có thể thấy là mặt cầu cũng đang được thảm nhựa. Hai bên đầu cầu cũng sắp được hoàn thiện. Những mét bê tông cuối cùng đang được thảm. Đây quý vị các bạn có thể thấy. Sau khi đi qua sông Lạng Giang, cầu qua sông Lạng Giang khoảng 1 km về phía nam, chúng ta đi qua một cái đoạn mà trước đây Đức Thắng đã quay cho quý vị và các bạn rất nhiều video, là cái đoạn sụt lún, có nghĩa là nền đất yếu do binh đoàn 12 Bộ Quốc phòng đảm nhiệm. Thì trong những ngày này đã được lu nền và chuẩn bị có lớp bê tông đầu tiên. Đây các bạn có thể thấy là cái khu vực của xã Trung Thành nha các bác nhé, của huyện Nông Cống. Cao tốc đi qua huyện Nông Cống thì có chiều dài là 35,4 km. Một trong những cái địa bàn mà có tuyến cao tốc đi qua dài nhất của tỉnh Thanh Hóa. Khu vực xã Trung Thành chỉ có một cái phân đoạn là khoảng 200 m là bị nền đất yếu và đã được xử lý xong. Khoảng một vài ngày nữa thì khu vực này sẽ được thảm nhựa và sẽ theo kịp với các cung đường khác. Và chắc chắn đến mùng 2 tháng 9 là sẽ được thông xe kỹ thuật để các bác nhé. Đấy, trước mắt chúng ta là cái đoạn của cái khúc sông Lạng Giang của Trung Chính và Trung Thành. Trong cái khuôn khổ video này thì Đức Thắng tổng hợp từ cái nút giao Đông Xuân vào đến cái nút giao Trường Vinh. Tiếp theo là quốc lộ 45 của xã Tiến Lợi ở bên dưới đường cao tốc rồi các bác nhé. Đấy, khu vực này thì đã được hoàn thiện. Những cái hạng mục cuối cùng cũng đang được thi công. Đây cái phần đoạn này qua xã Tiến Lợi rồi các bác nhé. Sau khi đi qua địa phận của xã Tiến Lợi, chúng ta hướng về phía nam và đi qua xã Vạn Thiện. Đây là một cây cầu bắc qua sông In, một trong những cây cầu cũng khá là đẹp với chiều dài khoảng 200 m. Khu vực dân cư ở khu vực này thì các bác có thể thấy là khá là đẹp. Một cái dòng sông In rất là nhiều nhánh và có cái tuyến đê, cũng gọi là tuyến đê sông In, giáp danh giữa xã Vạn Thiện và xã Minh Nghĩa.
của huyện Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Để các bác có thể thấy là cái phân đoạn này thì đường cao tốc khá là thẳng và đã được hoàn thiện 98% khối lượng công việc. Đây các bác có thể thấy là cái hầm chui trên một cái tuyến đê sông Yên giáp danh giữa xã Vạn Thiện và xã Minh Nghĩa của huyện Nông Cống. Khu dân cư hai bên bờ sông cũng khá là đẹp. Đây là làng Liêm Minh của xã Vạn Thiện. Và đối diện là bên kia cầu là làng Hón của xã Minh Nghĩa. Đức Thắng quay kỹ để cho quý vị và các bác ngắm nhìn cái khu vực này. Tuy hình nó hơi giật bởi vì Đức Thắng tóm tắt. Tiếp tục là chúng ta đến cái nút giao Vạn Thiện. Nút giao Vạn Thiện là cách cái nút giao Đông Xuân khoảng tầm hơn 20 km này các bác nhé, khoảng tầm 24 km. Đây là cái nút giao khá là quan trọng, tổ hợp rất nhiều cái nhánh đường đi qua đường Vạn Thiện Bến En, đường kết nối quốc lộ 45 ở thị trấn Đông Cống xuống cái đường Nghi Sơn Sao Vàng ở phía đông, ngay ở địa phận của xã Trường Minh của huyện Đông Cống. Đức Thắng quay cái nút giao này kỹ cho quý vị và các bạn. Đây là cái hình ảnh mới nhất. Cái nút giao này cũng đang được lắp đặt những cái hệ thống an toàn để hoàn thiện trong những một vài ngày tới. Một trong những cái nút giao khá là đẹp sau nút giao Đông Xuân. Chúng ta tiếp tục hướng về phía nam, địa phận của xã Công Liêm. Ở đây thì có một cái khúc cua khá là đẹp, Đức Thắng bay cao để cho quý vị và các bạn ngắm nhìn cái khúc cua này, ngay ở trung tâm xã Công Liêm, huyện Nông Cống. Cái phần đoạn này cũng đã hoàn thiện rồi các bác nhé. Đây là trung tâm của xã Công Liêm và hướng về phía nam, cầu vượt hồ Yên Mỹ, một trong những cây cầu vượt dài nhất trong cái tuyến cao tốc Bắc Nam, địa phận của tỉnh Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa thì tuyến cao tốc Bắc Nam đi qua 18 cây cầu, nhưng mà cây cầu vượt qua hồ Yên Mỹ là một trong những cây cầu dài nhất vượt qua hồ, với chiều dài là 1,1 cây số. Thi công từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023 vừa rồi đã được hợp long. Cây cầu thuộc gói thầu 03 XL do tổng công ty Vinaconex thi công, với giá trị xây lắp là 240 tỷ. Các bác có thể thấy là cây cầu đang được thảm nhựa khá sắp hoàn thiện. Các bác trong những ngày này thì đi xe hơi, đi xe máy, đi tham quan trên cái tuyến này khá là tốt rồi các bác nha, thoải mái. Hiện tại thì nhà thầu gấp rút lắp đặt các hệ thống điện chiếu sáng, lan can cầu, biển báo đảm bảo tiến độ hoàn thiện trước khi thông xe vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây các bác có thể thấy Đức Thắng quay nhiều góc độ để cho quý vị và các bác ngắm nhìn toàn bộ cái cây cầu vượt qua hồ Yên Mỹ. Theo thiết kế thì cầu vượt hồ Yên Mỹ có 24 trụ, 2 mố và 25 nhịp super, mỗi nhịp dài 40 m. Mọi việc thi công đều được thực hiện tại chỗ, từ khâu khoan cọc, đổ dầm, đổ mố, vị trí thi công ngay trên lòng hồ bằng hệ thống phao nổi. Hồ Yên Mỹ là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa, với diện tích khoảng 2.800 ha đi qua các huyện Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn.
Sau khi đi qua cầu vượt Hồ Yên Mỹ khoảng 1 km, 1,5 km thì chúng ta tiếp tục đi qua một cái cầu vượt Yêu Hồ Yên Mỹ, cũng thuộc Yêu Hồ Yên Mỹ các bác nhé. Cái cầu này thì trong những ngày này cũng đang thảm nhựa và lan can thành trắng cứng và chống lóa cũng đang được đưa lên mặt cầu. Đây các bác có thể thấy là Đức Thắng sẽ quay một vòng từ phía nam ra phía bắc, cũng như là soi rọi vào cái eo Hồ Yên Mỹ, cách hồ chính khoảng 1,5 cây số. Khu vực này thì đồi núi khá là hùng vĩ. Đây các bác có thể thấy là chúng ta nhìn từ trên cao khu vực này. Cái video này là cái video tổng hợp trong tuần vừa rồi Đức Thắng đi quay, và nó chỉ có góc nhìn playcam từ trên cao thôi các bác nhé. Còn ở dưới mặt đường thì Đức Thắng không thể tổng hợp được, với nó khá là dài. Đức Thắng chỉ có thể là thuyết trình để cho quý vị và các bạn có thể tưởng tượng, và chúng ta cập nhật cái thông tin mới nhất trong cái tuần vừa qua mà Đức Thắng đã đi quay cho quý vị và các bạn. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đi đến địa phận của thị xã Nghi Sơn. Đây là cái dốc Bò Đá, một trong những cái điểm giao giữa đường Nghi Sơn Bãi Trành. Đây các bác có thể thấy là hình hài của dốc Bò Đá đã được rõ nét, không những không phải như những tháng trước đây. Sau khi đi dốc Bò Đá khoảng về phía nam khoảng 2 km thì chúng ta đến cái nút giao Tân Trường. Đây các bác có thể thấy là cái nút giao Tân Trường cũng đang thi công rất khá là gấp rút thì các bác nhé. Nút giao Tân Trường thì thuộc địa phận của thị xã Nghi Sơn. Đây các bác có thể thấy là cái nút giao này do tập đoàn Sơn Hải đảm nhiệm, cũng đã được hoàn thiện 100% rồi các bác nhé. Mặt cầu, mặt đường khá là đẹp. Đây chúng ta đang hướng về phía nam. Trước mắt chúng ta là hầm Trường Vinh. Một trong những cái hầm hiện đại được khuét qua một cái ngọn núi màu gà giáp danh giữa Thanh Hóa và Nghệ An. Phía bắc của hầm là xã Trường Lâm của thị xã Nghi Sơn, phía nam là Quỳnh Vinh, xã Quỳnh Vinh của thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Hầm có chiều dài là 450 m, do tập đoàn Sơn Hải và Đèo Cả thi công. Bề rộng của hầm là 14 m mỗi ống, với 3 làn xe mỗi ống, và mức đầu tư là 539 tỷ. Hiện tại thì hầm hai đốt cũng đã được thông xe rồi các bác nhé. Tất cả các hệ thống đảm bảo giao thông đang được lắp đặt. Đường cao tốc đi qua thị xã Nghi Sơn có cái chiều dài là hơn 21 cây số, và sau khi chúng ta đi qua hầm Trường Vinh. Đây các bác có thể thấy là chúng ta bây giờ sẽ đi qua hầm Trường Vinh, cái đốt mới thông xe khoảng 2 ngày gần đây. Cái nốt hầm bên phải mà chúng ta đã đi qua video trước thì đã hoàn thiện 100%, và cái hầm chúng ta đang đi qua đây thì đã đang được hoàn thiện. Bây giờ thì cái sản lượng công việc khoảng được trên 95% rồi các bác nhé. Chắc chắn thì đến cuối tháng 8 thì sẽ được hoàn thiện 100%. Sau khi đi qua cái hầm Trường Vinh thì chúng ta sẽ đi đến địa phận của thị xã Hoàng Mai. Trước mắt chúng ta là nút giao Quỳnh Vinh nha các bác nhé.
Nút giao Quỳnh Vinh thì giao với quốc lộ 48D ở thị xã Hoàng Mai của tỉnh Nghệ An này các bác. Một trong những cái nút giao khá là đẹp. Trong cái khuôn khổ video này thì Đức Thắng tổng hợp những cái chặng mà từ trên cao nhìn xuống từ cái nút giao Đông Xuân vào đến cái nút giao Quỳnh Vinh có chiều dài là hơn 90 km, để cho quý vị và các bạn cập nhật cái thông tin mới nhất trong cái tuần vừa qua. Đây là tất cả những cái góc nhìn từ trên cao đó các bác nhé, để các bác có thể ngắm nhìn toàn cảnh cái đoạn nút giao Đông Xuân đến cái nút giao Quỳnh Vinh qua địa bàn của tỉnh Thanh Hóa và đầu Nghệ An, để cho các bác cập nhật cái thông tin mới nhất trong cái những ngày cuối cùng để đến ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, đưa toàn bộ cái tuyến này vào thông xe kỹ thuật. Những hình ảnh của nút giao Quỳnh Vinh đã kết thúc cho cái cuộc hành trình trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Rất mong quý vị và các bạn đăng ký ủng hộ để Đức Thắng ra nhiều video hay hấp dẫn để nhằm phục vụ tới đông đảo quý vị, các bạn và các bác ngày càng tốt hơn. Mọi góp ý, phê bình, phản biện thì Đức Thắng xin lĩnh hội và sẽ đọc hết, để nhằm cái mục đích ngày càng nâng cao cái chất lượng của video phục vụ các bác ngày càng tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Chúc các bác một ngày mới thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn.